Thì lúa này cũng đang trong giai đoạn nó chỗ lẹt xẹt rồi nè cả nhà. Rồi chủ đất xịt xịt cử này cho nó sạch bệnh để nó chỗ ha. Thì cái miếng đất này nó cũng gần hè, gần nhà xa hè nè, cho nên là cũng có một số chuột này, chuột cắn đỏ lá hết trơn nè. Này thì cái giống của giống lúa này là giống lúa OM 18 nha. Đây đó, gần nhà, gần mấy cái bờ bao này là chuột lắm. Dưới đây là cái vườn mít nữa, cái vườn mít mà mình không có gào thì dĩ nhiên là phải có chuột rồi. Đó. Xin chào cả nhà, mình đến với kênh Giấy Tờ 30 ha. Thì hôm nay mình sẽ quay chia sẻ cho cả nhà xịt cái cử chỗ lẹt xẹt của lúa OM 18. Lúa này nhiêu ngày rồi Út ơi? Út, lúa hôm nay cũng được 64 ngày ha. Thì dạ không có. Thì trước tiên thì thằng thuốc trừ bệnh của cậu Sáu chứ, cậu Sáu thôi. Yeah. Anh gà te, đây là cái thuốc đầu tiên ha. Thứ hai là siêu khuẩn, trị siêu khuẩn nấm nè. Tới Baramắc này của Lộc Trời, cộng với thằng anh Vin nữa. Anh Vin cái mặt xé bỏ rồi. Biết đó là anh Vin đâu. Thấy không bà? Nó pha đỏ 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 rồi cái bà thúc vô ấy. Cái này nè, cái này đỏ nè. Ừ, đó đó, pha vô chai đó. Dạ. Vậy ha. Nó đỏ đỏ hồi đó hực đó, pha vô chai đó hực. Dạ. Ba loại thuốc. Đậu. Cua cầu sát. Nói ra mà chín rồi. Thịt hết mình bây giờ vô chuẩn bị cầm cái gì mới mình trực tiếp ha. Đứng ở dưới này giờ mắt rưỡi luôn á. Rồi đâu mình chăm thuốc. Dạ. Một cái đi, một cái đi. Thôi con đi theo này sao nổi. Muốn thằng nữa. Thôi giờ máy bay lự chơi rồi. Bây giờ là ở trên cậu Út hiện cái nữa. Mua rồi hả? Mua rồi. Mua trước của cậu Sáu, Phương của Phương. Đứt vàng khè luôn. Cái máy bay này là cái thằng T-20B ha. Này nó bốn cánh. Sải cánh rất là dài ha. Này xịt bằng ly tâm. Có cái đĩa ở dưới. Dì Phương.
Yeah. Hai cái đầu ly tâm. Gì á? Rồi. Bên đó một cái ly tâm. Xài bằng đĩa. Đốt cái này là chụp máy mà ố chụp máy bay phải rồi. Cái lỗi có đường chưa? Lỗi gì? Lỗi có đường. Cái này không có máy bay là xịt chắc đi tới đầu gối à. Mùa sau anh mua cái ống đi ha. Đây con mắt mày. Chỗ lỡ đặt chỗ lỡ đó. Đặt xả qua em đi rồi em đánh cái đường nước đó đụng để quá trời nó rịnh quá trời mỏi anh. Đó, có cái bọng ra ngoài mà nó không chịu ra được. Cái đội bay này là của Sáu Thề ha. Vừa bán vật tư nông nghiệp mà vừa bay phun thuốc luôn nha. Đây số điện thoại đây. Đó. Rồi con cô bác thì có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại đó. Đảo rồi có gì đâu, dùng nước dụ dưỡng không có đồ sợ. Dư tới đó nó cũng hết à. Nó quyết định cháu lúc hả? Thay bình vô. Này 16 đứt bay được nhiêu công cơ? Cái này là 3 công hết rưỡi. Cái này là anh nãy nhiêu này tới 16 công mà bay 64 đứt. 4 lít mà tới 2 mấy rồi. Là chạy ra tới tính ra tới 14 4 lít công. 4 lít công á hả? À. Bay nước nhiều à. Bay này lượng nước rất là nhiều ha. Chủ đất nói là 4 lít công. Vậy là một bình được 4 công. Rồi đầu bay. Được tới cái cày luôn. Bên đây thì có cái vườn mít nữa nè. Vườn mít trồng hũ hoa. Rồi mình đi quay cho cả nhà mình xem cái có đầu bay ha. Cái độ bay lúa này cũng là sạc rồi cũng không có sợ sập cho nên là bay cái mức khoảng 2 mét ha. Từ cái mặt lúa lên trên máy bay khoảng 2 mét. Trời ơi cái lượng nước của nè. Sáng trời chân. Ồ thấy không? Nước sáng trời. Vô tới trọng chắc khoảng gần 500 mét đó ha Út Điền. Gần tới rồi đó, cái hàng cây trọng là tới cái 500 rồi đó. Tại cái này cái độ mình đâu có đúng ngàn đâu. Ừ. Thì từ đây mình đứng vô tới máy bay đó khoảng 450 ha. Bay vô rồi đó. Đứng gió bay nhìn lờ nước coi kìa. Trời nó phủ qua coi kìa, mấy cha ơi coi kìa. Sáng hết trơn. Ồ không có gió bay nước đẹp quá không đi. Bởi vì
bình sạc liên tục mà. Thì ở đây bay thì ở ngoài trước kia thì mình sạc bình nha. Đó nè. Năng lên nha để chọn lúa nó sập. Đó. Đâu rồi nước luôn nè, phủ về ngay chứ cả 7-8 mét á, đứng gió này phủ nước chi lắm. Sáng trơn ha, nhìn đã không mắt. Dưới cái này chỉnh cọc tới 4 lít lần bởi vì nước quá nước. Rồi hết thuốc hay gì đó. Hết thuốc ba vô rồi đó. Lắc quá. Camera chém cả đủ 3 mét chém vô cây của để ấy. Cái này sao nó không định dạng trước ta? Nó tấm điểm trước á. Chấm ở đầu là nó đáp xuống là tự động nó sẽ đáp ngay cái cũ. Rồi video mình đến đây xin kết thúc nha cả nhà. Hẹn cả nhà video sau. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của mình trong thời gian qua. Thì cả nhà nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới của mình ha. Rồi hẹn cả nhà video sau.